Hello, lại là Thu Hà đây nè. Mọi người á, có vui khi gặp gỡ Hà không? Chứ Hà khi mà mỗi lần được quay video và được gặp gỡ mọi người á, thì Hà rất là vui vì sẽ cho mọi người xem được những màu xe rất là đẹp, cũng như là cập nhật giá xe để mọi người trên mọi miền đất nước có thể biết tới cửa hàng của Hà và mua được những chiếc xe thật là đẹp, thật là độc và giá cả cực kỳ hợp lý luôn ha. Bây giờ Hà sẽ giới thiệu một số mẫu Sonic số 3D cho cả nhà cùng xem. Ở đây á, thì Hà đang có màu xanh lục bảo luôn. Cái màu xanh này á, cũng tương tự như cái màu xanh hồi trước Hà hay giới thiệu, nhưng mà nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy là cái xanh này có pha thêm trắng rồi nên nhìn nó sẽ đục hơn, nó không có trong giống như xanh lục bảo mấy lần trước Hà làm. Và màu này thì hiện tại là đang là trend, đang là hot bây giờ á, nên là nếu mà bạn nào đang thích á thì mình có thể tranh thủ mình lên mình làm hồ sơ mình lấy luôn ha, không cần mình phải đặt nữa, mất thời gian của mình nè. Đó, màu sơn thì Hà bảo hành 1 năm nha, mấy bạn có yên tâm sử dụng nè. Và ở bên đây thì Hà lại có thêm màu đỏ candy nữa. Màu này thì chắc là không xa lạ gì với các bạn mà hay theo dõi kênh của Hà rồi. Cái màu này Hà quay hoài luôn, nhưng mà bán hoài luôn không chán nha. Vẫn rất là nhiều bạn mua, không bao giờ mà màu này doanh số sụt giảm hết. Ở phía trước bên Hà có gắn cái bảng tên này nè. Thì cái bảng tên này á là bên Hà chủ yếu là chỉ để tên xe thôi, chứ không có để tên làm theo tên của từng khách á. Tại vì do là bán số lượng nhiều á nên là bên Hà không có dịch vụ khắc tên mà chỉ nhập một loại bảng tên nè. Rồi ở đây thì bên Hà có bán ba ga nữa nè. Những cái phụ kiện này là mình sẽ gắn riêng nha mọi người. Chống trộn với nano thì mọi người sẽ được giảm giá 50% nha. Ở bên này á, Hà lại có thêm màu xanh nữa nè. Màu xanh nha mọi người. Rồi xanh này là giống như xanh lục bảo, nhưng mà cái tông xanh nó lạ hơn. Xanh này gọi là xanh ngọc chứ ha. Bên này thì có màu trắng đen nè. Bạn nào yêu thích sự đơn giản thì có thể mình sở hữu em này. Cái em này á, dạo này bán rất là đắt luôn á mọi người. Tại vì cứ lên chiếc nào là bên Hà gần như là bán ngay lập tức luôn á. Chiếc này cũng mới lên, chứ nếu mà lên cách đây tầm khoảng 3-4 ngày là bây giờ Hà không có xe để quay cho mọi người xem rồi. Ở phía bên đây thì Hà có màu xanh xi măng nè. Rồi phía trong cùng sẽ có màu cam. Nói chung là cũng nhiều màu, anh quay phim sẽ quay thêm mọi người xem nha. Đó, màu cam rất là nổi luôn ha. Hiện tại á, thì cái dòng Sonic ở bên Hà giá đang cực kỳ tốt, chỉ dao động từ 50 triệu tới 52 triệu nha, tùy màu. Và khi mà góp các bạn trả trước dùng cho Hà từ 8 tới 10 triệu nha. Thủ tục trả góp đơn giản thôi, chỉ cần mang theo chứng minh với bằng lái hoặc là chứng minh với hộ khẩu là được. Ngoài ra thì đủ 20 tuổi thì các bạn có mỗi chứng minh nhân dân vẫn mua được. Còn nếu những bạn 18 tuổi mà có căn cước công dân mà gắn chip rồi á, là các bạn không cần bằng lái, không cần hộ khẩu luôn, vẫn mua xe được nha, yên tâm. Bây giờ thủ tục mua gấp đơn giản quá ha mọi người. Hồi trước thì hơi bị rườm rà luôn á, còn bây giờ càng ngày lại càng đơn giản. Nên là nếu mà bạn nào mà đang có ý định mua xe chơi Tết á thì thời điểm này là hợp lý nè. Tại vì còn liên quan đến biển số giấy tờ tùm lum hết á, chứ không phải là chỉ có xe không nha. Nên là bây giờ mọi người tranh thủ gọi ngay cho Hà qua số điện thoại 0937 438 101 để Hà tư vấn hỗ trợ cho mọi người mua được chiếc xe ưng ý nhất với giá cả hợp lý nhất nha. Hôm nay Hà kết thúc video ở đây. Mọi người trước khi mà đi á, nhớ liên hệ với Hà để được tư vấn và đặt lịch trước. Và mình sẽ được tặng từ 500.000 tới 1 triệu tiền xăng nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.